quyền lợi của đạo sư. Sự của đạo sư, các ác bất thiện pháp tạp nhiễm dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh và chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lỵ của đạo sư. Này Ananda, thế nào là sự phiền lỵ của đệ tử? Này Ananda, đệ tử của một đạo sư bắt chước đời sống uyển ly của đạo sư mình, lựa một trú xứ xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống biệt ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân với quốc dân bao vây xung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đệ tử. Vì sự phiền lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp tạp nhiễm dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh và chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đệ tử. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy của các vị phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi Ngài sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây chung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Nhưng này Ananda, vì đệ tử của bậc đạo sư chủ tâm theo hành viễn ly của bậc đạo sư bắt chước theo hành ấy, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng ngoài trời, trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân, quốc dân bao vây xung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân, quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Vì sự phiền lụy của phạm hạnh, các ác bất thiện pháp tạp nhiễm dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh và chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh là nhiều quả khổ hơn, nhiều quả não hơn đối với phiền lụy của đạo sư này và phiền lụy của đệ tử này. Hơn nữa, nó dẫn đến đọa lạc. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch. Và như vậy, các ông sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Và như thế nào là các đệ tử đối xử với vị đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu? Ở đây, này Ananda, vị đạo sư ấy với lòng từ mẫn trước các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng, đây là hạnh phúc
cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Nhưng các đệ tử của vị ấy không chịu nghe theo, không chịu lắm tai chú tâm vào hướng ác. Anan, ngược lại họ đi xa lời giảng dạy của vị đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu. Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch. Ở đây, này Ananda, vị đạo sư với lòng tự mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng tự mẫn nói rằng, đây là hạnh phúc cho các ông, đây là lạc cho các ông. Các đệ tử của bà ấy chịu nghe theo, chịu lắng tai, không chú tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi xa lời dạy của Đức Đạo Sư, đi xa lời dạy của bậc đạo sư. Như vậy, này Ananda, là đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, chớ với tâm thù nghịch. Và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các ông. Ta không sắp tấn các ông như người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là loại cây, cái gì cái ấy sẽ đứng vững tồn tại. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn thì kheo Giác Đẳng: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thông Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có thể bài kinh ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảng dạy một chút với quý vị, không có thượng tọa thầy siêu và chư tăng. Và nếu lát nữa có vị nào vào đó, thì chúng tôi sẽ linh động để có một vài câu thảo luận. Và đây là một bài kinh mà có thể khi chúng tôi trình bày ý nghĩa đó lại có một chút hơi đụng chạm mất lòng ở trong đời sống hàng ngày. Xin quý Phật tử khoan hỷ, chúng ta chỉ cố gắng để nói lên ý nghĩa của bài kinh này. Thưa quý vị, bài kinh bắt đầu từ một sự kiện là lúc đó Đức Thế Tôn ngài về lại quê hương của ngài, tức là quê hương của dòng Thích Ca. Theo ở trong lịch sử Phật giáo đó, thì ngay khi Đức Thế Tôn về lần thứ nhất thì đã có rất nhiều các vị hoàng thân và dân chúng trong xứ sở của dòng Thích Ca, tức là quê hương của ngài, phát tâm quy theo Đức Phật. Và trong đó có một số vị nổi tiếng xuất gia. Dòng Thích Ca đã trở thành một cái dòng tộc và có rất nhiều vị đắc đạo chứng quả, nhất là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thưa quý vị, hội chúng đông đảo nó tạo nên một cái gọi là cái khí thế của đạo giáo, khí thế của những người đệ tử Phật. Và cái khí thế này nó tạo nên hai cái hiện tượng. Một đó là cái niềm kiêu hãnh, hãnh diện ở trong tâm của những vị tỳ kheo khi thấy rằng mình tu ở trong một cái tu tập với một bậc đạo sư mà có rất nhiều người theo, và mình cứ tưởng tượng, chúng ta cũng nhắm mắt lại là đó là quê hương của Đức Phật. Ngài sanh ra, ngài lớn lên và ngài đã từng là một vị quân vương
bây giờ ngài xuất gia, và sự xuất gia của ngài khi mà ngài trở về thì rất nhiều người theo. Tự nhiên những vị tỳ kheo tu tập đó, nó có nhiều điều để hãnh diệt lắm, và rất đáng để hãnh diệt. Và việc thứ hai nữa là do chư tỳ kheo xuất gia rất là đông đó, nên lúc bấy giờ có những cái sự vân tập. Và trong trường hợp này thì chư tỳ kheo sau mùa an cư, thì quý vị thường là sau mùa an cư thì có một cái những cuộc khởi hành đi xa, đi nơi này và nơi khác, và những vị cư sĩ, nhất là trong dòng Thích Ca, cúng dường vải đến chư tăng. Và do cúng dường vải như vậy, chư tăng đang tận dụng thời gian để may y, vì người xuất gia quá nhiều, may y cho cụ hành ta. Thời đó thì quý vị đa số những người cư sĩ thì cúng dường vải, và chư tăng thì nhuộm và may y. Ngày nay thì có còn một số các nơi ở Á Châu làm việc như càng ngày càng ít đi, bởi vì vải rất là dễ mua, và thậm chí người ta có cả một cái kỹ nghệ để may y, nó không giống như thời Đức Phật còn tại thế. Chúng ta thử nhắm mắt lại, nhìn thấy những cái giảng đường rộng lớn của hàng ngàn vị tỳ kheo có thể vân tập được, và trong giảng đường đó thì trải những cái tọa cụ để chư tỳ kheo đến sinh hoạt, đến may y. Cái tọa cụ á thường là có ba mục đích. Mục đích thứ nhất dĩ nhiên là cái nơi trải ra để chư tăng ngồi. Điểm thứ hai nữa đó là tọa cụ mà được trải trong giảng đường đó thường nó đánh dấu cái nơi mà thích hợp cho vị tỳ kheo ngồi. Ví dụ mình vào trong đó mình hỏi các vị chủ tọa là chỗ nào của các vị trưởng lão thì mình không trải chỗ đó mà mình trải ở dưới, và nó cũng có cái trật tự để trải. Và cái mục đích thứ ba của cái tọa cụ, thưa quý vị, đó là một sự bố trí một cái trang nghiêm. Ví dụ như là các cái chùa bên Bắc Tông đó, là sau này họ có cái tọa cụ cho Phật tử ngồi, thì Phật tử ngồi cách nhau một cách rất là đều đặn, chứ không phải ngồi gần ngồi xa. Và đối với tăng chúng thì ngồi như vậy là đẹp, tức là không quá xa không quá gần nhau. Thì cả hàng trăm cái tọa cụ được trải đó, nó tạo thành một cái cảnh tượng, đó là một cái hội chúng tăng chúng đông đảo. Đối với chúng ta ngày nay đó, thì nếu mà mình tổ chức một đạo tràng nào hay sống nơi nào mà có sự đông đảo như vậy đó, thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là sung sướng, thấy rằng Phật giáo hưng thịnh. Và có một cái tổ chức mà ở tại Thái Lan thu hút rất là nhiều người, đó là tổ chức Dhammakaya. Nếu vị nào qua Thái Lan biết tổ chức Dhammakaya, là họ cất những cái giảng đường mà có thể có cả hàng triệu người ngồi vào được, và với đông đảo chư tăng và quần chúng đó, thì họ hay sắp xếp chỗ ngồi. Ban ngày có căn lều, căn dù, ban đêm có những ngọn đuốc cấp đó, nó giống như là một cái show biểu diễn thế vận hội. Thành ra rất là nhiều người họ thích thú với việc đó. Cứ tưởng tượng thấy hình ảnh của hàng mấy chục ngàn nhà sư ngồi ở chung quanh một ngọn tháp, ngồi một cách ngay ngắn, trật tự, đồng phục, mặc y cùng màu, cái lều cùng màu, tất cả mọi thứ cùng màu, và ngồi theo cái chỗ đã vẽ sẵn. Thành ra họ ngồi một cách rất là đều đặn với nhau, thấy thích thú lắm. Nhưng mà thưa quý vị, rất ít người, và cũng có lẽ có những người có ý thức đó, thì thường giữ im lặng. Những cái tổ chức như Dhammakaya đó, nó mang cái tính gọi là nặng phần trình diễn nhiều hơn là thực chất. Chúng tôi nói như vậy đó thì
không phải là một lời nói mạo phạm, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng chúng ta cứ tưởng tượng mỗi lần mà chúng ta sắp xếp một cái chỗ ngồi cho cả hàng trăm ngàn người mà ngồi một cách rất đều, rất đẹp, mất nhiều thời giờ, mất rất nhiều công sức tổ chức và ra đó ngồi đó, thì ra đó nó không có cái lợi lạc nhiều hơn là mình tu tập ở trong rừng, trong chỗ thanh vắng một mình, mà thay vào đó thì đó là cách để chúng ta nói đặng phần trình diễn nhiều hơn. Nhưng mà người ta thích như vậy, cũng như ở tại Đài Loan và Việt Nam bây giờ, cũng như ở bên Mỹ với chỗ này chỗ kia, cái nào mà làm rình rang, làm lớn chuyện, làm có vẻ phô trương thì người ta đến càng nhiều, người ta tụ tập càng nhiều. Còn chỗ nào mà có cái thực chất tu, nhất là yên tĩnh sống nội tại đó, thì thường thường ít đĩ đấy. Con người của chúng ta thì thường là nặng phần trình diễn, nặng phần phô trương hơn là chúng ta khoan hỷ với cái thực tế. Thì ở đây việc gì đó là việc thường tình thôi. Khi mà chúng ta đi vào đời sống tinh thần, đời sống nội tại, đời sống tu tập đó, thì đa phần ai cũng mong rằng có những cái tiến bộ, những tiến bộ về mặt nội tâm. Nhưng mà chúng ta phải coi chừng là con đường tu tập nội tâm đó nó cũng có nhiều cạm bẫy, và nó có nhiều điều để tăng trưởng cái sự dính mắc, tăng trưởng cái sự tham chấp, tăng trưởng cái cao mạn, tăng trưởng niềm tự hào. Và đây chính là những cái vướng mắc mà đa số chúng ta đều gặp phải. Lấy ví dụ như là một cái vị thầy đề xướng ra một pháp tu, và pháp tu đó là làm cho con người được nhẹ nhàng, được thanh tịnh, hành thiền chẳng hạn, hay là pháp tu gì đó. Nhưng mà khi vị này đã có nhiều đệ tử, có nhiều người theo, tạo nên một cái đạo tràng lớn có quy củ, và nhất là đạo tràng đó được sự ủng hộ bởi những người Phật tử giàu có, thì thưa quý vị, cái chuyện rất là dễ xảy ra, đó là chính cái sự thành công của mình đó, nó lại dẫn đến cái sự suy thoái. Có thể nói rằng 10 cái đạo tràng mà thành công lớn mạnh thì hết gần một chục cái đạo tràng. Chúng tôi nói gần chục, tức là nếu nói chính thì nó còn ít đó, là chính đạo tràng đó, là nó đi đến cái tình trạng tự hủy. Tại cái thành công đó, nó lại tạo nên cái nguyên nhân của sự thất bại. Chuyện này xảy ra nhiều lắm. Có thể là quý vị nghe phong trào này, nghe thầy vị thầy kia, nghe đạo tràng nọ rất là nổi tiếng, nhưng mà dần dà đi vào cái chỗ không tồn tại được, vì lý do đơn giản đó là chính cái sự thành công đó, nó lại giết chết cái mục đích ban đầu. Chính sự thành công nó trở thành cái gì cồng kềnh, phiền não. Nó tương tự như là câu chuyện mà chúng ta nghe nói về một vị vua gặp một nhà hiền triết, và nhà hiền triết Hy Lạp đó hỏi rằng nhà vua đi đâu, thì nhà vua nói rằng sắp làm một cuộc viễn chinh để đánh quốc gia nào đó. Thì nhà hiền triết hỏi rằng khi mà hoàng thượng làm một cuộc viễn chinh thắng lợi thì hoàng thượng làm gì, thì nhà vua nói đây sẽ là lần sau cùng, sau chuyến đi viễn chinh thầy về thì trẫm sẽ thu xếp để nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi để làm gì? Nghỉ ngơi để cho đời sống được an tịnh. Chứ ví dụ nhà hiền triết nói rằng bây giờ hoàng thượng cũng có thể sống an tịnh chứ không cần phải cuộc viễn chinh như vậy. Cuộc sống của chúng ta là cái vòng luẩn quẩn, thưa quý vị. Mình không làm thì không có cam tâm, nhưng rồi mình làm á thì cũng chính cái gì mà mình tạo dựng lên đó, nó làm cho chúng ta bị trở ngại và chúng ta chán nản, thì chúng ta muốn trở về lại cái
nhẹ nhàng trước kia, thanh thản trước kia, cái rỗng rang trước kia, và vì vậy nó mới có cái chuyện gọi là lẩn quẩn, sự lẩn quẩn đi lại. Cái hiện tượng này là những gì mà chúng ta gọi là những cái hiện tượng muôn thuở vẫn như vậy, và từ đời này qua đời khác nó luôn luôn xảy ra như vậy. Từ cá nhân cho đến một cái đoàn thể lớn, cho đến một cái đế quốc mênh mông. Chúng ta không có nói về đế quốc mênh mông ở đây lịch sử, như là đế quốc La Mã, đế quốc Mông Cổ, đế quốc Khmer, mà chúng ta nói về cá nhân. Mình đi tu, tu để làm gì? Tu để có một đời sống tốt đẹp, và trong đời sống tốt đẹp đó thì có cung kính, có lợi đắc. Có cung kính lợi đắc thì đôi khi chúng ta lại đắm nhiễm trong đó, mệt mỏi, rồi lúc đó chúng ta muốn bỏ tất cả trở về lời với tâm tu ban đầu. Nó không phải là một chuyện để khen người này để chê người kia, mà nó là một cái hiện tượng rất thường xảy ra mà tất cả chúng ta cần cần ý thức về điểm này. Vì vậy trong cái bài kinh mà nói về không tánh ngày hôm nay đó, thì cái chữ Sunyata, Sunyata là không, Đức Phật ngài giảng trong một cái khái niệm rất là khác với bài kinh trước. Khác chỗ nào? Thì bây giờ chúng ta nói chỗ này là cái tánh không ở tại đây, nó phải được hiểu là cái khả năng mà buông xả, như là Đức Phật từng dạy, cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tư ngã của tôi. Con người chúng ta hay nghi nặng về cái có thứ gì. Mình vào mình tu thì mình muốn là mình được mặc chiếc y, mình được có pháp danh, mình được trở thành một vị sư, một cô tu nữ, mình muốn được trở thành một vị trụ trì, một vị thiền sư, một vị pháp sư, là thượng tọa này, hòa thượng kia, danh danh nghĩa, địa vị, học vị, vân vân, đủ thứ chuyện. Mình muốn những thứ đó. Và khi mà mình muốn những thứ đó đó, thì đôi khi mình phải đặt ngược lại là vậy mình tu để làm gì? Tu để làm gì? Có một điều rất là trớ trêu, đó là có nhiều người từ bỏ gia đình tại vì không ham danh ham lợi bên ngoài, nhưng vào chùa tu á, thì do cái sự tu tập rất là trang nghiêm thì được nhiều người mến mộ, và được người mến mộ đó thì nó lại sanh ra tâm đắm nhiễm vào danh vào lợi. Câu chuyện nghe rất là khôi hài nhưng mà thực sự có xảy ra. Chúng ta nghe câu chuyện của ngài Vaihya, là một vị thương buôn đi tàu rồi bị chìm tàu, bơi vào trong bờ, thì đó là một khu rừng. Thì lúc mà bơi như vậy đó, do ngày xưa quý vị người ta cái cách họ may quần áo nó lỏng lẻo lắm, do vậy khi mà bơi vào trong bờ đó thì gần như khỏa khỏa thân hoàn toàn, và vị này không còn sự lựa chọn nào khác đó, là lên rừng kiếm những cái vỏ cây, những cái vỏ cây mà tương đối là mỏng nhẹ đó, chầm nó lại thành một cái bộ y phục bằng vỏ cây, và kiếm trái cây trong rừng để sống, để ăn. Không lâu sau thì lại gặp những người tiều phu, những người đốn củi, những người thợ săn, họ đi vào trong rừng. Thì thưa quý vị, những người thợ săn và những người tiều phu đó, gặp cái vị mà mặc bằng vỏ cây đó, thấy cũng lạ rồi. Nhưng mà thường thường mình nói là người rừng là phải rất là man rợ, nhưng mà bản chất của vị này, bản thân của vị này vốn là vị thương buôn, thật ra ăn nói nó rất là tao nhã, rất có văn hóa, rất có trình độ. Thì tự nhiên gặp một người có trình độ sống trong rừng, ăn trái cây rừng,
võ kia, thì những người triều phu và những thời săn rất là hâm mộ. Thì cái người thương buôn á, bây giờ nghĩ rằng những người này nghĩ rằng mình là vị đạo sĩ, rất là kính trọng mình, thôi mình đóng vai đạo sĩ cho nó chắc ăn. Chứ nếu mình nói rằng mình là một người bị chìm thuyền mà lọt vào trong quan đảo này đó, thì không chừng người ta sẽ rẽ rúng mình, thôi mình đóng luôn cái vai là đạo sĩ. Ta nghĩ mình đạo sĩ, mình đóng luôn vai đạo sĩ. Khi mà vị này đóng vai đạo sĩ thì do cái bản thân là một vị thương buôn mà có trình độ chữ nghĩa ăn nói, và cộng với cái đời sống mà mặc vỏ cây ăn trái cây đó, thì thưa quý vị, vị đó càng ngày càng được nhiều dân chúng sùng bái. Ban đầu thì có chỉ có những người từ phu thợ săn lên trên rừng để gặp, họ mang theo thứ này thứ kia để cúng dường. Dần dà thì dân chúng ở dưới làng, ở dưới phố tìm lên gặp cái vị đạo sĩ mà sống trong rừng mặc vỏ cây như vậy. Và do người ta cung kính nhiều quá thì vị này nghĩ rằng à, mình thật sự là thanh tịnh, mình đã sống ở trong rừng, trong những đêm sống chỉ một mình, mặc áo vỏ cây, ở trong một cái am thất đơn giản, và vị này bỗng nhiên nghĩ rằng mình là A-la-hán, tức là cái người giác ngộ hoàn toàn, bị giác ngộ. Nhưng mà có rất cái may mắn cho vị này là vị này đã có một cái duyên ở trong đời quá khứ xa xưa đó, nên có một vị chư thiên mà vị đó là quyến thuộc đời trước lại báo cho vị này biết rằng ngài không phải là A-la-hán đâu, cái vị A-la-hán thực sự đó là chính là Đức Phật đang ở thành Xá Vệ. Thì thưa vị, vị này khi mà được báo như vậy thì rời bỏ khu rừng và lên đường đi về thành Xá Vệ, đi gặp vị A-la-hán thực sự. Lần đầu tiên gặp được Đức Phật thì gặp lúc ấy Đức Thế Tôn đang đi khất thực, và Bahiya đã khẩn khoản xin Đức Phật dạy đạo. Chúng ta tưởng tượng về một con người mà tình cờ do cái tai nạn lạc vào trong một cái khu rừng, rồi lại được nhiều người hâm mộ, rồi lại là một cuộc hành trình xa xôi, thế nhưng không chờ được, thế nhưng không thể dằn được cái gọi là nóng lòng khi gặp Đức Phật. Khi vị này gặp Đức Phật thì hầu như là hình ảnh của Đức Phật, phong thái của Đức Phật, dù lúc này đang đi khất thực, nhưng vị này đặt niềm tin hoàn toàn ở Đức Phật. Đây chính là vị A-la-hán. Nhưng mà vị này rất là nóng lòng, khẩn khoản xin Đức Phật khai thị. Cái sự nóng lòng này vốn là do cái nghiệp chiêu cảm, vì vị đó có một cái ác nghiệp trong quá khứ, thành ra đoạn mạng, ở kiếp này không sống lâu được, mà do cái nghiệp ở trong quá khứ, nó cộng với cái phước ở trong quá khứ. Cái phước ở trong quá khứ là do tu tập nhiều, thành ra ba la mật đầy đủ, thì kiếp chót chứng quả A-la-hán. Do cái bất thiện nghiệp, do cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp cộng lại đó, thành ra tuổi thọ thì ngắn nhưng lại đắc A-la-hán. Nên vị này khẩn khoản xin Đức Phật thuyết pháp, mặc dù lúc đó Đức Phật đang đi khất thực. Đức Phật ngài đã dạy cho Bahiya một cái lời dạy rất là ngắn, ngắn lắm. Một bài kệ mà chúng tôi thu lại ngắn hơn là ở trong đó câu là khi thấy thì chỉ biết là thấy thôi, khi nghe chỉ biết là nghe, ở không có trong đó không có cái tôi, không có trong người ta. Thì thưa quý vị, những lời dạy của Đức Phật đối với người Bahi Đá là một cách nói về không tánh, nói về không tánh. Bahi Đá nghe và tìm một cái chỗ thanh vắng ở bên đường, ở gồ cây và ngồi, không bao lâu chứng quả A-la-hán, nhưng mà lại bị một con bò nó hút chết. Câu chuyện đó chúng ta nói chuyện khác.
Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến một cái lý lẽ, và cái lý lẽ này đó thì người ta rất là khó hiểu, ngay cả những người Phật tử, và không phải chỉ người Phật tử cư sĩ mà ngay cả các vị xuất gia cũng thấy cảm thấy rất là khó hiểu, là mình nói về cái tánh không trong đạo Phật. Tất cả chúng ta đều muốn nói về cái có và hướng về cái có. Thí dụ mình đi tu để làm cái gì, để trở thành người như thế nào, để có được gì, và không có được vật chất thì mình có được tinh thần, và không có đời này thì có đời sau. Nhưng mà nó phải là cái có, và cái có mình nói mình sẽ trở thành cái gì đó là cái có. Nhưng mà kỳ thật thì nếu chúng ta đọc kỹ giáo lý của Phật pháp đó, tất cả những cái ý nghĩ về cái có, về tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là thế kia, nó đều chỉ là một cái sản phẩm nghèo nàn của trí tưởng tượng. Và điều quan trọng mà một hành giả tu tập phải hiểu đó, là phải hiểu được cái mình. Đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Ba cái không này đó, nó khó, khó lãnh hội lắm chứ. Ba cái không này rất là khó lãnh hội. Chúng ta trong đời sống hàng ngày đều dựa trên cái tôi là, tôi có, tôi là ai, đây là ta, tôi là ai, tôi có cái gì, đây là của ta. Tôi là vị trụ trì, tôi là pháp sư, tôi là thiền sư, tôi là ông này, tôi là bà kia, tôi có chiếc xe, tôi có cái chùa, tôi có địa vị, tôi có danh vọng, tôi là và tự ngã của mình là mình thấy rằng mình hơn người này, hơn người kia, vân vân. Đây là tự ngã của ta. Thì chúng ta luôn luôn sống với cái mà mình có, ngay cả ngồi ở trong rừng như vậy thì giá ở trong rừng mặc bó cây vẫn cảm thấy rằng ồ, mình là vị A-la-hán, tại vì người ta kính trọng mình quá. Cái đó là tôi giác cảm thấy hãnh diện, cảm thấy rằng mình trong sạch thiệt. Ban đầu thì vì lý do là mình không có quần áo, lấy bỏ cây mình chầm lại mặt, nhưng mà bây giờ mình sống ở trong rừng, trong am thất đơn giản, ăn trái cây rừng, mặc bỏ cây, người ta lại là phải rồi, tại vì đời sống quá tốt. Cho đến khi gặp Đức Phật, Đức Phật dạy rằng khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, ngửi chỉ biết là ngửi, nếm chỉ biết là nếm, xúc chạm biết là xúc chạm. Và nên hiểu rằng ở trong đó không có cái Bahiya, không có cái tôi, cái ta. Thực chất đó chỉ là một thế giới hiện tượng. Tại sao Đức Phật dạy về điều này? Ở đây chúng ta thấy đoạn kinh thứ hai đó, Đức Phật Ngài dạy về năm cái ngoại cảnh ở bên ngoài là năm dục trướng dưỡng, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó là cái thế giới ở bên ngoài. Cái thế giới bên trong đó, gọi là năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Thành ra cái chữ nội không và ngoại không ở tại đây đó, nội không ở đây là chỉ cho cái khả năng đối diện với năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức, thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Còn ngoại không ở đây tức là đối với cái ngoại cảnh chung quanh, sắc thinh khí vị xúc là cái thế giới của chúng ta, cái thế giới nó đi xuyên qua thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Dù thế giới bên trong bên ngoài không có cái gì gọi là đây là của ta, đi là ta, đi tự ngã của ta, thì cái đó gọi là mình nội quán và ngoại quán, nội không ngoại không. Thì chúng ta thấy đó, cái sự khác biệt giữa cái tu mà truyền thống mà Đức Phật dạy đó, đó là làm sao chúng ta đừng bị kẹt, đừng bị dính mắc, chứ không phải là mình có cái gì, mình là cái gì, mình được cái gì. Ngài Ajahn Chah, Ngài có một cái ví dụ như vậy là giống một người đi đường mang cái ba lô và đi dọc đường gặp cái gì cũng lượm bỏ trên cái gùi, cái ba lô, cái mình đeo trên vai hết, thì đi càng lúc càng nặng, chẳng lợi ích gì hết.
Làm sao mà chúng ta đi qua ngang một khu rừng mà chúng ta không có tò mò, tái máy, hiếu kỳ, muốn lượm cái này, muốn nhặt cái kia bỏ lên, đi một cách tự tại, thanh thản ra khỏi khu rừng đó. Đó là một thí dụ về cái gọi là không có chấp thủ. Thí dụ như trong cuộc đời sống của chúng ta có một cái sự đưa đẩy của hoàn cảnh đó, giữ một vai trò gì đó, một chức vụ gì đó, mình cảm thấy ồ cái đó nó đáng hãnh diện, nhưng kỳ thực nó chẳng có gì đáng hãnh diện hết, nó chỉ là vậy thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ quý vị đến chùa, chúng tôi làm trụ trì ở chùa, có nhiều khi người ta nghĩ làm trụ trì á là cũng có cái oai phong, cũng có cái tốt trụ trì, nhưng thật ra trụ trì là cái gì? Trụ trì là vì ở chùa có trách nhiệm coi ngôi chùa thôi. Mình coi ngôi chùa có gì để anh gì coi chùa, coi ngôi chùa có nghĩa là mình ở trong phòng mà có khách đến rồi phải để ý ở bên ngoài ai đến, để làm việc gì, có chuyện gì phải xử lý, phải giải quyết, rồi mình chết đi cũng không mang theo ngôi chùa, mà nói ngôi chùa là mình thì cũng phải, không phải là mình cũng phải, nó là trách nhiệm thôi. Dạ, trách nhiệm phải chăm sóc ngôi chùa. Đại khái nó là như vậy. Bây giờ quý Phật tử ở nhà có con, làm cha làm mẹ thì có nhiều khi người đó rất là tự hào, ô mình làm cha làm mẹ là hãnh diện. Nhưng mà khi làm cha làm mẹ 5 năm, 10 năm rồi quý vị thấy làm cha mẹ nó chỉ là gánh nặng thôi. Chứ bảo rằng có cái chuyện gì mà đã to tát để hãnh diện, thật ra cũng không phải là vô nghĩa hoàn toàn, nhưng mà mình nghĩ rằng làm cha làm mẹ là ngon lành đó. Giống như những cặp thanh niên thiếu nữ mới yêu nhau rồi muốn có con, rồi nghe tiếng khóc đầu đời của con cảm thấy sung sướng là mình được làm cha, được làm mẹ, rồi mình lên Facebook mình post hình của con mình, post hình nó cười, post hình nó thôi nôi, nó sinh nhật vân vân, mình cảm thấy hãnh diện vì con mình, vì mình làm cha làm mẹ. Nhưng vị nào đã trải qua rồi đó thì thực ra nó chỉ là vậy thôi, nó chỉ làm cha làm mẹ thôi, chứ nó phải là cái chuyện gì mà cho nó to lớn, mà chuyện gì mà cho nó hãnh diện. Thật ra về năm uẩn của chúng ta cũng vậy. Ví dụ mình tự hào về sắc uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Sắc thủ uẩn ví dụ mình hãnh diện về ngoại hình của mình là da trắng, da ngăm, mình là cao, là thấp, là đẹp, kiểu này đẹp kiểu kia. Thọ thủ uẩn là mình nghĩ rằng mình sống với nhiều cái vui cái buồn, vui là như vậy, được đi chỗ này đi chỗ kia có vui, có hạnh phúc. Với tưởng quẩn, mình nói mình nghĩ rằng tôi học tiếng Anh giỏi, học tiếng Pháp giỏi, học tiếng Phạn giỏi, rồi tôi có bằng cấp thế này, tôi được có nền giáo dục thế kia, hãnh diện. Có hành thủ quẩn là ồ tôi sống quanh đẹp lắm, tôi đã tôi đã từng đi tu thiền, tôi đã ngồi thiền được 5 tiếng, 3 tiếng đồng hồ vân vân. Và thức quẩn là tôi đã từng có mặt ở nơi này, được nghe cái này hay, được nếm cái kia ngon, được xúc, được nằm trên cái giường ế bẩm. Thì chúng ta thường hãnh diện về sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta đọc kỹ lại bài kinh này thì Đức Phật dạy rằng tất cả hai cái thế giới ở bên ngoài là sắc thinh khí vị xúc, và cái thế giới nội tại của chúng ta đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn đó. Thì nếu chúng ta không khéo tác ý thì nó chỉ là tăng trưởng tham, tăng trưởng sân sân si, tăng trưởng phiền não. Và khi nó là tăng trưởng phiền não thì chúng ta cũng hiểu giống như là cái da mình bình thường như vậy, và nếu mà mình không khéo giữ thì nó bị trầy xước, và trầy xước không khéo giữ nữa thì nó bị ung nhọt, nó bị gọi là nhiễm trùng, bị infection. Thì cái infection đó, nó chẳng có chuyện gì gọi là đáng để tự hào hết. Có ai tự hào về cái nhiễm trùng của mình đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta bị nhiễm trùng bởi tham sân si thì mình cảm thấy rất là hãnh diện, thành ra nó cũng chỉ là sự nhiễm trùng thôi. Nên một cái hành giả
tu tập mà đứng trên cái nhìn không quán đó, thì không đặt nặng quan hệ rằng mình là ai, mình có cái gì, và có cái gì để mình so sánh giữa mình và người khác. Mà một hành giả khéo tu tập là không để cho thế giới bên trong và thế giới bên ngoài làm cho mình bị nhiễm trùng, làm cho mình bị ô nhiễm bởi bởi cái gì, bởi những cái ý tưởng về ngã chấp. Về ý tưởng về ngã chấp, mình là thế này là thế kia. Thì cái này là cái khó, cái này cái khó với chúng ta. Thứ vì nó khó là ở chỗ nào, bây giờ biểu mình làm được cái gì đó thì coi vậy mà dễ. Ví dụ như làm giàu, ví dụ mình ráng học để có một cái học vị, ví dụ như là mình ráng tranh thủ đi có chức này chức kia đó thì cũng dễ đấy. Nhưng mà làm thế nào để mà mình không có vướng mắc với từng bước chân của mình, không vướng nhất với từng bước tiến trong cuộc đời sống của mình. Cái vướng mắc mà bằng gọi là ngã tính đó, thì cái rất là khó lắm. Tại vì chúng ta sống bằng sự tự hào, bằng hãnh diện. Nhưng mà cái mà Đức Phật Ngài gọi là cái kiêu mạn đó, nó làm sanh khởi ra phiền não. Cái kiêu mạn sanh khởi phiền não nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ mình có chiếc xe, chiếc xe nói lên cái địa vị cao trọng của mình, thì chiếc xe làm cho mình kiêu mạn. Và cái kiêu mạn đó, đó nó kèm theo bao nhiêu thứ tham rồi sân si đủ chuyện hết. Và vì vậy chính Đức Phật, chúng ta đọc kỹ lời lời dạy của Đức Phật ở tại đây đó, thì nghe rằng có ba cái sự nguy hiểm ở đây, ngày dùng gọi ba cái chữ phiền toái, nhưng mà chúng ta nói là ba cái hiểm họa upa đó, ba cái hiểm họa, hiểm họa với người thầy, hiểm họa với người trò, hiểm họa với người đồng phạm hạnh. Cái hiểm họa đó là mình khởi đầu thì khởi đầu rất tốt, mình khởi đầu thì muốn tu tập, ví dụ như có những vị phát tâm để tu đi xuất gia, sự phát tâm nó tốt lắm. Nhưng mà khi mà vào chùa rồi, xuất gia rồi, mặc chiếc y rồi, thì bây giờ cái điều đó nó tạo cho mình những cái thứ chấp thủ, thứ phiền não. Phiền não mà thứ vị thật ra đi tu á, mà gặp những cái khó khăn như là thiếu thốn tiền bạc, bị bạn bè, bị cái tai nạn này tai nạn kia, có vị mà không có đáng sợ, không có đáng sợ, tại vì ít có người nào khổ mà nó bị sa ngã, mà những người mà có nhiều thuận duyên, nhiều sung sướng mà dễ bị sa ngã, là cái đó đi tu thấy như vậy. Thật ra cái thời bây giờ đó, mình đi tu đôi khi mình nghĩ đến chọn là cái chùa thật tốt, vị thầy rất là đáng hoan hỷ, thế này thế kia, mình lựa chọn rất là nhiều. Nhưng mà cái nhìn ngược lại thời xưa đó, là có nhiều vị đi tu mà tốt đó, là tại vì nó thật nghe nó kỳ, là hồi xưa nó khổ quá, thành ra không đi tu ở đâu mình dễ dàng để mà mình bị ràng buộc. Bây giờ thứ vị có nhiều khi ở tại Mỹ đó, người ta hay đưa ra cái lý tưởng là có một ngôi chùa trả hết nợ rồi mà đất đai rộng rãi, cất một cái am thất rất là tiện nghi, cái kiểu mà chúng ta gọi là sweet spot, tức là một cái am thất kiểu người tu sĩ đó, và một cái ẩn cư am thất có đầy đủ tiện nghi, nhẹ nhàng, sống an tịnh, người ta thích như vậy. Thì nghe rất lý tưởng lắm, nhưng mà thật ra những điều đó nó làm cho người ta bị cột trói, bị đắm nhiễm nhiều. Thành ra nói thì nghe nó kỳ, nhưng mà người đi xuất gia đó thì những cái khổ, những cái mà nghịch duyên á, nó lại không có trở ngại bằng những cái thuận duyên, những cái sung sướng. Cách đây khoảng chừng 20 năm á, chúng tôi có quen với một một vị sư mà bây giờ cũng cũng là vị trưởng lão lớn rồi ở bên Pháp. Thì đấy, thì chúng tôi nghe một cái kinh nghiệm mà mình không biết nên khóc hay nên cười, nhưng mà rất là thú vị. Thì vị này nói chúng tôi biết rằng
Vì này ở bên Thái Lan một thời gian rồi qua bên Pháp lập chùa, rồi sau đó đã trở về bên Thái Lan thì gặp lại cái người Phật tử, gia đình Phật tử ngày xưa là đã từng trợ duyên cho vị này ở tại Bangkok đi học. Mỗi ngày đi khất thực ngang nhà thì gia đình Phật tử này họ chuẩn bị cơm, họ cúng dường. Thật ra hầu như một năm 365 ngày thì ăn cơm của vị thí chủ này hết hơn nửa năm. Khi trở về thì cái vị thí chủ này nói rằng vị này có biết, có quen với một cái trường thiền, và cái trường thiền ở Chiang Mai, trường thiền rất đẹp. Thì muốn đưa vị này lên trên trường thiền để tu thiền. Thì vị sư này kể rằng rất là hoan hỷ, ở bên Pháp mệt quá, làm việc cũng mệt, cũng xây được ngôi chùa nhưng mệt quá, thành về nghe tu thiền đi. Thì lên trên đó đó là họ cất một cái trường thiền rất là đẹp, như một cái resort vậy đó. Và có rất nhiều am thất đẹp, rồi họ trồng hoa sứ. Mình đi kinh hành đó, mà hoa sứ nó rụng hai bên, rất là thơm, rất là đẹp. Nó tóm lại thành cái trường thiền rất là nên thơ, rất là hữu tình. Thì vài ba ngày đầu bị nó vào ở trong đó thì tâm thấy nó thanh thản hơn, nhưng mà do cái trường thiền đẹp quá, thành ra vị này suốt cả thời gian 2 tuần lễ ở trong đó thì lại cứ hay mơ màng là mai mốt mình về Pháp mình sẽ ra ngoài ô mua miếng đất cất cái trường thiền giống như về con đường kinh hành, như về am thất, như về cây cũng như về, là cứ lo nghĩ đến chuyện xây trường thiền thôi mà không lo tu thiền. Thì thứ vì thì sau 2 tuần lễ đó vị này trở về Bangkok rồi lại trở về Pháp lại, nhưng mà rồi cũng vì lý do gì đó mà có một cái phái đoàn của ngài Pandita, một cái phái đoàn của người Miến Điện, của các nhà sư Miến Điện sang bên Pháp để giải thiền, thì vị này cũng lại đi về Lyon để tu thiền với phái đoàn này. Thì với viếng bên Pháp đó thì nó không phải là cái trường thiền, mà chỗ ở thì vị này nói là ở chung phòng với 5 6 vị sư gì đó, mà trời ở ngoài cũng hơi lạnh. Và cái cách hành thiền này nó cũng gian nan lắm, hành thiền, ngồi 1 giờ, đi kinh hành 1 giờ vân vân, thì cũng cũng khổ. Nhưng mà rồi vị này cũng cũng ráng ngồi thiền. Nhưng mà sau 10 ngày ở trong khóa thiền ở Lyon thì vị này kiểm điểm lại, so sánh thì thấy rằng à, cái thời gian mình tu thiền cực khổ thì mình lại tu được hơn. Vị này nó tu được hơn, mà cái thời gian tu ở cái trường thiền mà nó đẹp như cái resort đó, thì nó lại mơ màng nhiều mà nó không có tiến bộ gì hết. Thì vị này vừa kể mà vị này vừa cười, chúng tôi cũng cười thôi, nhưng mà phải nói rằng cái chuyện rất là thường xảy ra trong đời sống của chúng tôi. Nói là 100 người đi tu á thì gần như là đủ, gần đủ 100 người là, thì có lẽ là chúng tôi nói gần đủ là tại vì cũng có 1 2 người trường hợp là ngoại lệ thôi. Đa phần thì chúng ta đều muốn rằng gặp ông thầy rất là hợp với mình, gặp một cái ngôi chùa, một cái tu viện rất là hợp với mình, gặp một cái khóa tu rất là hợp với mình. Nếu cái chùa mà thuận hợp rồi mình được một vài cái vị thí chủ rồi hộ trì, rồi đi đâu cũng gặp được hoàn cảnh này hoàn kia, cái chuyện rất hoan hỷ. Thì dĩ nhiên ai tu cũng mong như vậy. Nhưng mà ở trên thực tế đó là những cái nơi nào mà hợp hợp cảnh hợp người, cái gì cũng hợp á, thì quý vị là tu không không có khá, và nhiều khi nó lại phiền não thêm và dính mắc thêm. Và cái chỗ mà nó chướng duyên, cái chỗ mà mình không dính mắc gì hết, không có gì đáng dính mắc, thì cái chỗ đó mình lại tu được. Tại vì sao vậy? Tại cái chìa khóa của sự tu tập nó không phải là cái chỗ mình thích hay không thích, mà chìa khóa của sự tu tập đó là mình có dính mắc hay không dính mắc. Vâng. Khi chúng ta đọc bài kinh gọi là Sunyata ở đây đó, nếu chúng ta đọc cho kỹ thì chúng ta thấy rằng không có dính mắc đối với ngoại giới và không mắc đối với nội giới. Nó là chìa khóa của cái hiểu của chúng ta về cái bài kinh Tánh Không này. Khi chúng ta nói đến ngoại giới đó thì Đức Phật nói này Chư Tỳ Kheo, này Ananda, có 5 dục tướng dưỡng này là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, và có 5 cái thủ uẩn này là đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là cái thế giới ở bên trong, thế giới bên ngoài. Và như vậy phải có cái nội quán, ngoại quán. Hễ
đối với thế giới ở bên ngoài và bên trong, mà chúng ta sống 24 giờ trôi qua mà chúng ta càng ít chấp thủ, đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta đó, thì chúng ta có tiến bộ, chúng ta được an lạc. Nhưng mà nếu 24 giờ trôi qua mà mình sống mà mình có mình là thế này, mình là thế kia, rồi mình có cái này, mình có cái thế kia, mình hơn người này, hơn người kia, thế này thế kia, thì nó không vấn đề. Nhưng mà chúng ta thường sống với cái quan niệm là đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, tôi là ai, tôi có cái gì, và tôi hơn tôi thua người khác là sao. Cái đó là cái ám ảnh, cái đó là cái sự ràng buộc gần như là từ lúc chúng ta thức dậy đến lúc chúng ta đi ngủ, chúng ta thường sống với điều đó. Mình để ý khi nào đó mình ngồi nghe ai nói chuyện về cuộc đời của họ đó, thì họ luôn luôn nói chuyện à, tôi đã từng là như vậy và tôi đã từng có như vậy. Cái tôi đã từng là, tôi đã từng có, nó cũng là, dù nó chỉ là quá khứ, nó cũng làm cho mình hãnh diện được, đừng nói chi đến hiện tại và tương lai. Nhưng mà vấn đề không phải là mình có đáng hãnh diện hay không đáng hãnh diện, mà vấn đề là khi mình sống với những ý tưởng đó, mình có tham, có sân, có si hay không. Là chúng ta học rất kỹ bài kinh này thì chúng ta thấy. Và Đức Phật dạy, sau khi mà Ngài dạy về điều này đó, thì Ngài Ngài đã đưa ra một thí dụ. Và một lời dạy. Thí dụ về lời dạy này đó, nếu mà chúng ta không nhớ, nếu mà không nhớ kỹ thì chúng ta chưa hẳn là đệ tử Phật đâu. Mà chúng ta mới nghe thì mình nghe cũng kỳ. Đức Phật Ngài dạy rằng, Ngài đối với các đệ tử, Ngài đối với các đệ tử giống như cái người thợ gốm đối với các cái sản phẩm mà mình tạo ra mới bằng đất nung vậy đó. Quý vị nào biết thợ gốm, một trong những điều mà họ làm là ví dụ như họ nặn thành cái chén, cái bình, nhưng để chén cái bình có tốt để làm gì, mình phải để mình nung đó. Nung là gì? Đốt lửa, đốt cho đủ lửa. Mà nếu làm đất nung mà đốt không đủ lửa đó, thì nó không thể cái bình được. Thì cái chuyện mà đốt cho đủ lửa ở đây là Đức Phật Ngài sẽ nói đi nói lại, Ngài tán thán, Ngài khiển trách. Và những gì mà Đức Phật dạy chúng ta, cho dù là khi mà Ngài còn tại thế hay là những để trong kinh điển đó, thì đa phần là những cái lời nghiêm huấn, những lời răn dạy, những cái gì mà mình phải tôi luyện, phải hun đúc chúng ta để chúng ta trưởng thành. Chứ Ngài không có vuốt ve, Ngài không ru ngủ nói con tin ta đi, con sẽ được cái này, con sẽ được cái kia, con theo ta con sẽ có này kia. Đức Phật không làm như vậy. Mà Đức Phật Ngài nói, có đôi khi Ngài nói như tát nước vào mặt chúng ta. Ngài nói rất là mạnh. Bây giờ quý vị nhìn thấy Ngài là vị thầy, mình đi ngang giảng đường thấy trải tọa cụ nhiều, mình nghĩ là đáng lẽ Ngài tán hát, Ngài nói chỗ này rất là đáng khoan hỷ nha. Ở chùa bây giờ đông quá, chắc bị điện đông quá, Ngài không rè không dạy như vậy. Mà khi Ngài thấy hội chúng đông đảo, Ngài cảnh báo rằng phải coi chừng cái mạng sanh, kiêu mạng sanh khởi. Phải coi chừng cái hội chúng này á, nó tạo nên những cái điều phiền toái sanh khởi. Và điều phiền toái đó là gì? Đó là khẩu hành và tâm hành. Khẩu hành là gì? Khẩu hành là tầm tứ, tức là những cái động lực khi mà mình tụ họp đông đảo á, thì nó tạo nên phiếm luận, câu chuyện về vu oan, câu chuyện về thế sự, câu chuyện này câu chuyện kia, còn giảm gì vô ích. Ý hành là luôn luôn đi tìm cái này cái kia. Thì ngày ngày thấy cái đám đông á, ngày nhắc cái đám đông có cái nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nguy hiểm đó làm cho mình bị phóng dật, cái nguy hiểm là tâm của mình bị phan duyên, tâm của mình nó khởi sanh những tạp niệm, đó là nguy hiểm. Chứ Ngài không nói rằng, ồ, cái buổi lễ này đông quá rất là đáng hoan hỷ, đạo tràng này đông quá rất là đáng hoan hỷ, thế này thế kia, Ngài không dạy như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng Đức Phật đúng là một vị đạo sư, giống như cái người thợ đồ gốm đó, là muốn cho cái chén, cái bình, muốn cho những cái sản phẩm mà mình tạo nên nó được tốt đó, mình phải nung cho nó đủ lửa, không đủ lửa thì nó không cứng nhắc được. Quý vị nào mà đi vào những nơi làm đồ gốm, quý vị thấy điều đó. Và Đức Phật Ngài giải rằng cái gì nó là
nó là tinh túy thực sự, cái gì nó là cốt lõi thực sự thì cái đó sẽ tồn tại. Câu nói này là câu nói rất là nặng ký. Câu nói rất là nặng ký. Nếu chúng ta là con Phật á, mà chúng ta không hiểu câu này đó, thì chúng ta có vấn đề, có vấn đề lớn. Câu này là câu rất là quan trọng. Cái gì là cốt lõi thì cái đó tồn tại. Vô sa rô sô thật sạch tí. Thưa đó, từ siêu chúng tôi đang dạy văn ngữ về phần đại danh từ đó. Ở đây quý vị đồng học, quý vị nhớ câu này. Vô là cái nào? Sa rô. Dạ. Sa rô. Cái cốt lõi. Hay cái tinh túy. Tức là mình nó có thực chất. Vô sa rô. Cái nào có thực chất? Hay cái nào là cốt lõi? Sô là cái đó. Dạ. Nó cũng là một đại danh từ. Thật sạch tí. Thái sạch tí nghĩa là tồn tại hay là không bị tan biến. Câu nói này đó là một thử thách rất lớn với chúng ta. Chúng ta sống bằng ảo giác, chúng ta sống bằng những cái phù phiếm, chúng ta sống bằng cái mà ngoài đời tức gọi là phồn vinh giả tạo. Phồn vinh giả tạo ở đây tức là giống một người không có tiền và tối ngày để dành tiền để đi mua sắm những cái thứ có tính cách là thời trang, chạy theo thời thượng hào nhoáng, nhưng mà thật sự mình rỗng không thôi, mình không có được cái gì, chỉ là bề ngoài phồn vinh giả tạo. Thì mấy cái phồn vinh giả tạo, mấy cái hào nhoáng, cái bề ngoài, cái gọi là phô trương, cái trình diện, nó không có tồn tại theo thời gian. Cái gì có thực chất? Cái thực chất là nếu cái đó là cái tốt thì chúng ta sẽ không có bị dễ dàng bị hủy diệt. Chúng tôi sinh hoạt ở trong pháo thoát, nó có cái ví dụ thưa quý vị là 21 năm về trước chúng tôi mới sinh hoạt có rất nhiều chương trình Phật pháp ở trong room, nhưng một điều rất là đáng tiếc là có nhiều người quan niệm rằng vào đây mà mình muốn cho được đông người vào mình phải nói cho nói cho vui là mình nói chuyện hài hước, mình mở nhạc thi nhau hát rồi người này lên người kia lên vân vân cho nó vui, còn vào đêm nói chuyện Phật pháp á, thì nó khô khan. Nhưng mà chúng ta đã không có chọn cái con đường mà vui đó, tại vì thật sự chúng tôi không có thấy cái chuyện gì mà vui hoài được hết. Quý vị biểu chúng tôi giảng trong bộ kinh có thể giảng từ năm này qua năm khác được, giảng thắng pháp từ năm này qua năm khác được, nhưng bây giờ biểu làm văn nghệ biểu nói cho vui thì phải những chắc chừng tháng 2 tháng hết hết sức rồi, chẳng là mình gặp nhau mình cứ nói chuyện vui hoài. Thành ra cái gì nó cái tinh túy thực sự, cái gì là cốt lõi thực sự thì nó tồn tại. Dạ. Nếu mà chúng ta đi tu á, mà mình nghĩ rằng mình vào trong ngôi chùa cho tốt, mình có chỗ ở tốt, rồi có những vị thí chủ tốt, hộ trì mình tốt á, thì mình sẽ tu lâu dài. Thật ra tu không có lâu dài đâu. Tại vì sao vậy? Không có cái gì mà nó ru ngủ, nó mơn trớn chúng ta mà nó khỏi hết. Không có. Mà nó phải là một cái sự một cái bản lãnh thực sự. Cái bản lãnh đó đủ giúp cho chúng ta sống còn lúc trời nắng hoặc lúc mưa, lúc thịnh lúc suy, lúc thắng lúc trầm. Cái bản lãnh nó tồn tại, nó giống như là một cái nội hàm, một nội hàm giá trị thực sự. Điều rất đáng sợ trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta chỉ chuộng cái hình thức, chúng ta chỉ chuộng cái hào nhoáng, chúng ta chỉ chuộng cái nhất thời, chúng ta chỉ chuộng cái cảm xúc, mà chúng ta không hiểu cái gì cái giá trị thật của đời sống. Và cái mà đáng cho chúng ta phải nói rất là khó tiêu hóa đó là về cái tánh không. 100 người học Phật thì cũng thường hay rơi vào trong tình trạng là mình muốn cái có. Mình có cái đời này, có đời sau, ngay cả mình có khi mà mình đạt đến Niết Bàn nữa. Nói Niết Bàn là không tham, không sân, không si, nghe nó buồn quá. Niết Bàn là không có sắc thọ tưởng hành thức, nghe nó buồn quá. Niết Bàn là không có năng duyên sở duyên, nghe cũng buồn quá. Niết Bàn là không có tạo, không có sắc thọ tưởng hành thức, nghe nó buồn quá. Nhưng mà thứ thì thật ra
Thì ngay trong đời sống này chúng ta có thể cảm nhận được một điều là nếu tâm của chúng ta không có tham chấp với những ý niệm là đây là tôi là ai, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, thì càng giảm bớt sự tham chấp và càng sống với điều đó, đó thì chúng ta càng hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó đó, cái mà đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, nếu được quán chiếu đối với ngoại giới và đối với nội giới, với trong với ngoài, với cả năm uẩn và với cả sắc thinh khí vị xúc pháp, khắp thinh khí vị xúc ở bên ngoài, chúng ta bớt khổ. Không biết là chúng ta có tin được điều đó hay không, tức là con Phật chúng ta hỏi chúng ta có tin được điều đó hay không. Và đừng bao giờ mình học Phật đó là mình vào trong lớp mình phải nghe cái gì đó mình thích thú, mình vào mình học Phật mình phải nghe cái gì đó mà Đức Phật ngày vuốt ve, ngày ru ngủ, ngày cho chúng ta cá, cho chúng ta bánh mì, cho chúng ta rượu, hay là đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật hứa hẹn kiếp sau chúng ta sanh về thiên đàng cực lạc, những cái gì hấp dẫn. Đức Phật không, không thật sự ngài không có ru ngủ chúng ta như vậy. Đức Phật ngài dạy đó là ngài là vị đạo sư mà dạy đệ tử giống như là người thợ gốm vậy, với những cái sản phẩm của mình vậy đó. Mình phải nung cho đủ lửa, và nói nung cho đủ lửa thì thứ gì thật, đôi khi chúng ta không có thoải mái, chúng ta không chịu. Dạ, chúng ta không chịu. Ta không sách tấn các ngươi như người thợ gốm với đồ gốm chưa nung. À, quý vị biết đồ gốm chưa nung là khi họ nặng lên đó, họ nặng cái bình hay nặng cái chén đó, họ phải lấy, họ vuốt ve, họ thoa. Thì Đức Phật nói rằng ta không sách tấn các ngươi như là cái người thợ gốm đối với đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là lỗi cây, cái nó sẽ đứng vững. Dạ. Đức Phật ngài không mơn trớn, ngài không ru ngủ, ngài không làm cho chúng ta dễ chịu, nhưng mà ngài sẽ chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, và cái gì lỗi cây cải sẽ tồn tại. Vô saro so persisti, cái gì là lỗi cây, cái đó sẽ tồn tại. Chúng tôi nói từ hơi quá, nhưng mà nếu mà chúng ta tâm niệm được những điều Đức Phật dạy trong câu này đó, đồng nghĩa chúng ta thương Đức Phật lắm. Và chúng ta nhớ những điều này đó thì chúng ta sẽ không có đòi hỏi, và chúng ta cố gắng nhiều lắm. Con người chúng ta, thưa quý vị, mình đi học mình thường mong cho ông thầy dạy mình làm sao mà mình thích, ông thầy cũng thương, ông thầy cũng khen mình. Đức Phật không có khen mình hoài đâu, có khi ngày ngày la ngày rầy. Đức Phật ngày có nhiều khi ngày la rầy, la rất nặng. Thậm chí nếu quý vị đọc trong kinh, có khi Đức Phật đuổi đi nè. Dạ, Đức Phật ngài đã từng tội đuổi những người đệ tử của ngài Sa Lợi Phất, ngài Bụt Hiền Liên đi, ngài đã từng đuổi tỳ kheo từ Bắc Khả Lý. Bắc Khả Lý chỉ có một cái tội rất là vô tội, đó là rất là khoan hỷ khi mình nhìn ngắm Đức Phật, giống như quý vị khoan hỷ đối với tượng Phật đấy. Như Đức Phật kêu lên ngài đuổi thẳng thừng đi. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác. Không phải là ai hâm mộ Đức Phật, Đức Phật cũng hoan hỷ đâu. Đức Phật đuổi đi. Nhưng mà chúng ta, tức là nhớ lại Đức Phật là cái gì là lỗi cây, thì cái đó sẽ đứng vững tồn tại. Đức Phật thì không muốn là chúng ta là một đứa con mà lúc nào ngài cũng cầm tay ngài dẫn chúng ta đi rồi. Ngài muốn tất cả chúng ta trưởng thành, đứng dậy trên đôi chân của mình, và đi bằng cái sức của mình. Chứ ngài không muốn là chúng ta suốt đời, suốt kiếp đời này, đời kiếp chỉ ngồi đó để mà vinh danh Đức Phật, ngồi đó để mà ca ngợi Đức Phật, ngồi đó để mà sùng bái Đức Phật. Không phải như vậy. Đức Phật muốn chúng ta trưởng thành. Đức Phật rất muốn chúng ta trưởng thành. Ta không sách tấn các thầy như là người thợ đồ gốm đối với các đồ gốm chưa nung. Khi nó chưa nung thì nó mềm, cần phải cầm một cách nhẹ nhàng, vuốt ve mơn trớn. Nhưng mà Đức Phật ngài cho chúng ta biết là ngài không làm như vậy. Ngài ngài muốn cho chúng ta vào con lò đun lên và đủ cái độ nóng để chúng ta được cứng rắn, được trưởng thành, được hoàn thiện. Dĩ nhiên là
Bài học về tánh không này đó, đó chỉ là dựa trên lý thuyết khi mình áp dụng đó, đó là cả vấn đề. Nhưng chúng ta nhớ rằng giáo lý tánh không trong đạo Phật không phải là một khái niệm của tư duy, của triết lý, mà đó là một giáo lý ứng dụng trong đời sống. Chúng ta thường chạy theo những cái có, nhưng mà những cái không á, nó giá trị lớn, và ai thấy được điều này thì rất là cảm kích. Cả hai bài kinh tiểu không cũng như bài kinh đại không, bài kinh ngắn về tánh không và kinh dài về tánh không, và hôm nay chúng ta học bài kinh dài về tánh không. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi tạm một chút, quý vị quan hệ chờ chúng tôi xem, hình như là ở trong hôm nay không có ai, không biết sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có nghe được không? Không biết sư Nguyên Thông có thể cầm mic nói cho vài lời không? Sau khi dạ, giờ chính sư Nguyên Thông ở Hoa Kỳ cầm mic nói cho ít lời, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tu lĩnh sư phụ góp ý vài cái dọc bài học hôm nay. Dạ, kính thưa sư phụ, đạo Phật là một cái đạo mà người ta thường nói và chúng ta thường hiểu là để giúp cho cái người tu học thấy rõ cái chân lý. Cái chân lý đó là gì? Cái chân lý đó thường thường chúng ta biết là thế gian này là vô thường, khổ và vô ngã. Cái chữ vô thường, khổ và vô ngã đó thì nó có một cái chữ đầu tiên là vô thường thì nó là đầy đủ rồi. Tại sao? Là vì trên thế gian này, kể cả mặt trời, mặt trăng, trái đất, sông ngòi và ngay cả bản thân chúng ta, tâm tư của chúng ta, máu huyết của chúng ta, tế bào của chúng ta, tất cả đều là vô thường. Bởi vì nó vô thường cho nên là con người ta là phải bị khổ và phải bị chết, là chính là cái vô thường đó là chúng ta khổ. Và vì cái vô thường đó thì nó đi đến một cái kết luận là tất cả mọi vật trên trần gian này, kể cả con người, đều là vô ngã. Tại sao lại bị vô thường? Vì đó là một cái chân lý mà nếu mà chúng ta học mà không suy nghĩ đến rốt ráo như vậy thì chúng ta nghĩ rằng có một cái mà chúng ta gọi là tôi là ta, là bản ngã, vân vân. Sự thật trên thế gian này không có cái gì trường tồn cả. Cái mà ta gọi là entity đó, là ăn chi tế đó, tức là cái cốt lõi. Nhưng mà trên thế gian làm có cái gì cốt lõi cả? Bởi vì chúng ta thấy ngay cả thời gian thì cũng có đêm ngày, rồi ngay cả thời tiết thì có nắng mưa gió bão, ngay cả con người cũng có bệnh hoạn rồi chết. Là vì vậy chính chúng ta thấy rằng đó là những cái triệu chứng, là cái thực tế của cuộc sống. Không phải là thấy rõ như vậy rồi nói là đạo Phật là yếm thế, là vô ngã, là bi quan. Không phải như vậy, bởi vì đó là cái sự thật. Đức Phật giảng dạy như vậy cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thấy chúng ta già, bệnh, chúng ta chết thì chúng ta biết rằng là cái sự chết thì sẽ đến với chúng ta. Và chúng ta nghe mà nói là sự chết, sự thật ra trên thế gian này chúng ta không có chết. Bởi vì nếu mà chúng ta có biết là Ngài Hộ Tông đó, thì Ngài đã nói rằng khi mà chúng ta chết đây thì sanh kia. Tại thí dụ ta đang tắt hơi chỗ này thì chúng ta đi lọt vào cái bụng của một người đàn bà sắp và mang thai, mà chúng ta lại đi vào đó. Và cái cuộc đời trong tương lai của chúng ta thì tùy thuộc vào cái công hạnh, tức là thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta đã làm trong quá khứ và trong kiếp này thì sẽ tạo ra chúng ta một cái kiếp sống đó tương ứng với những cái gọi là nhân quả để tạo nên cái đời sống của chúng ta. Là vì vậy cái người trí thì luôn luôn là nên làm cái điều thiện. Tại sao? Vì cái phước báo là nó giúp cho chúng ta sống trong trần gian này và sống trong tương lai. Và cái phước, chính cái phước báo đó nó làm cho chúng ta có cái bản năng, cái bản ngã mà chúng ta không sợ hãi khi thân ngoại mạng chung. Kính thưa chư vị, trên thế gian này Đức Phật giảng dạy rằng khi mà chúng ta thân ngoại mạng chung thì chúng ta bỏ hết, chúng ta chỉ đem theo
và cái phước hay là có quả mà do bản thân của chúng ta đã tạo ra khi mà chúng ta sống trong trần gian này. Mà một người học giáo pháp, một người hiểu giáo pháp như vậy thì Đức Phật giảng dạy là luôn luôn và phải hành thiện, là bởi vì có một cái lời dạy của Đức Phật trong một cái bài kinh nói rằng thân người là như lá cây chính có màu vàng, là tay sai của Duyên Chúa. Tức là sự chết đã đến tìm người, người là nguồn cội của cái sự chết. Cho đến phút này mà cái phước báo mà chúng ta cũng chưa tạo được, cho nên Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta hãy nên tạo những cái phước báo, cái công đức để mà nơi là nương tựa của chúng ta, để khi mà chúng ta tái sanh hay là chúng ta thân bại mạng chung thì người có phước báo đó không có lo sợ cái chết nó đến. Thì bởi vì kính thưa chư vị, khi mà chúng ta học Phật giáo thì mà chúng ta phải suy niệm những điều mà Thế Tôn đã giảng dạy, thì khi chúng ta suy niệm điều của Thế Tôn đã dạy thì chúng ta vững vàng phải biết rằng cái mạng sống của chúng ta và cái nghiệp báo của chúng ta không phải một vị trời nào đó cho, không phải một vị Phật nào đó cho, mà đó chính là cái kết quả mà do chúng ta tự tạo ra. Và khi mà chúng ta tự tạo ra thì chúng ta thấy rằng người mà như chúng ta thì chúng ta phải muốn cho mình là một người mà ít khổ nhiều vui, thì muốn ít khổ nhiều vui thì chúng ta chỉ nên làm cái việc thiện mà thôi. Có một cái con đường mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta, mà con đường đó có một người nổi tiếng mà con có may mắn đọc được một tác phẩm. Cái tác phẩm đó gọi là La Doctrine de Non Soi, tức là cái giáo giáo thuyết thì cái giáo pháp vô ngã, do ngài Vipola Rahula đã sáng tác, và bài đó đã viết bằng hai loại ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có may mắn đọc được quyển đó và suy tư quyển đó thì chúng ta thấy là chúng ta rất là vững vàng, là bởi vì tất cả mọi việc trên thế gian này chúng ta có thể điều khiển hay là uốn nắn nó bằng cái hành động của chúng ta, tức là làm cái việc thiện, thì tất cả các quả báo nó sẽ không đưa chúng ta. Bởi vì cái thiện thiện nghiệp thì cái thiện báo, mà ác nghiệp thì ác báo. Cho nên cái người khôn sống trên trần gian này thì toàn là làm những điều thiện nghiệp mà thôi. Cho nên tất cả cái sở hữu ta phải là vô tham, vô sân, vô si. Một người mà có cái sở hành vô tham, vô sân, vô si thì cái người đó tức là đã làm những cái điều thiện mà thôi. Mà cái sở hành đó do thân khẩu ý của chúng ta, và do đó những cái kết quả mà chúng ta sẽ gặp được là thiện báo, là thiện sự. Thì tất cả những thiện báo hay thiện sự mà nó xảy đến cho chúng ta trong đời này hoặc là đời sau thì đó là những cái điều may mắn với chúng ta. Và chúng ta không có cái chọn lựa nào khác, chỉ có cái chọn lựa mà chúng ta phải làm, đó là vô tham, vô sân, vô si cho thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Và đó là cái cốt lõi mà con muốn nói. Thật sự mà nói thì cái lý thuyết thì có thể mình nói là như vậy, nhưng mà trong cái thực tế thì chúng ta là một cái chúng sanh vô minh. Thì cái chúng sanh vô minh đó thì có những cái phút mà chúng ta không có ở trong được cái chánh niệm của chúng ta. Một cái chánh niệm đó Đức Phật giảng dạy là luôn luôn chúng ta phải theo dõi hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra. Và Đức Phật thường dạy cho chúng ta phải là quân tập. Mà quân tập cái gì? Quân tập cái tâm từ,
Là bởi vì khi mình quân tập cái tâm từ đó thì cái tham sân của chúng ta đã một cách nào đó bị loại bỏ. Thì một người mà không có tâm sân thì nó ít mang lại cho chúng ta một cái ác báo. Cái mà thường thường nó làm đem đến cho chúng ta cái ác báo là tại vì chúng ta sân si, nói bậy làm bậy và nghĩ bậy. Cho nên người trí trên thế gian này phải qua lo quân tập tâm từ, và khi mà sở hành của chúng ta, là khi mà chúng ta hành động thì phải nhớ rằng phải hành động do vô tham, vô sân và vô si, và như vậy thì chúng ta mới có thể tránh được những cái quả báo mà do tự mình, do vô minh và do thất niệm đã làm ra. Và vì vậy chúng ta có thể bị những cái ác báo do chúng ta không có đầy đủ những cái chánh niệm trong trong cuộc sống mình này. Vì vậy cho nên trên cuộc sống này Đức Phật giảng dạy là khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra. Và khi mà chúng ta dụng công như vậy thì chúng ta sống trong cái giây phút hiện tại, mà một người sống trong cái giây phút hiện tại thì thấy rõ cái chân tướng của mình và những gì mình nên nói, những gì mình nên làm và những gì mình nên tránh. Và đó là cái đời sống tu hành của một người có tâm, có trí và cẩn thận. Và nếu mà có tâm, có trí và cẩn thận thì người hành giả đó có thể kiểm soát được thân, khẩu, ý của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa chư vị, con thì con nghĩ với cái trình độ thấp kém của con thì chỉ nghĩ đến đây thôi, còn cái gì mà sâu sắc, cao thâm hơn thì con không có thể giới tới nữa. Kính thưa sư phụ, nếu mà sư phụ đã có xong những câu hỏi rồi, xin post lên câu hỏi để cho chư tăng có dịp mà góp ý. Và bây giờ con xin thỉnh sư phụ trở lại đạo tràng để có thể kết thúc cái buổi học, hoặc là post lên những câu hỏi cho chư tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú xin truyền sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với bài kinh ngày hôm nay đó, và cũng như trong rất là nhiều bài kinh thì chúng ta thấy có hai cái yếu tố mà Đức Phật đề cập trong sự tu tập đó. Đó là chỉ và quán. Chỉ và quán, Samatha và Vipassana đó, thì có rất là nhiều tranh cãi. Nhất là những người mà mới vào các trường thiền hay cãi là mình nên tu chỉ hay nên tu quán, hay mình chỉ tu quán chứ mình không tu chỉ. Thật ra thì nếu chúng ta đọc kỹ trong các bài kinh đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ là cái khả năng đào sâu tập chú, trong khi cái pháp quán là cái pháp nhìn lại để chúng ta không bị kẹt, chúng ta không bị vướng vấp bởi cái mà mình đào sâu đó. Hai điều này đó thì nó lại rất là cần thiết như nhau hết. Nếu một người tu tập mình chứng đạt bất cứ điều gì, dù là giới định tuệ, dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, thức vô tư, vị vô tư, sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, ngay cả tất cả những cái gì mà thành tựu lớn, thí dụ mình học Phật pháp chẳng hạn, thì mình cũng phải đem tâm trí mình dồn vào trong đó. Thì cái sự tập trung tâm vào trong đó được xem là samatha, là chỉ. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung vào, chúng ta đặt để hết tâm tư chúng ta vào, thì không khéo
thì chúng ta sẽ bị kẹt, bởi vì mình thương quá mà, bởi vì mình hoan hỷ quá mà, bởi vì mình tập trung quá mà, và thậm chí chúng ta có những thành tựu, thì lúc đó chúng ta phải có cái gọi là quán, nhìn lại. Nhìn lại cái gì? Nhìn lại tất cả những điều đó. Sắc chỉ là sắc, thọ chỉ là thọ, tưởng chỉ tưởng, hành chỉ là hành, thức chỉ là thức. Chúng ta nói một cách khác đó là do có cái sự tập trung gọi là chỉ đó thì nó có sự thành tựu, mà do có cái quán là cái khả năng nhìn lại, quán chiếu nội không mà ngoại không thì chúng ta không bị kẹt mắt. Nếu chúng ta không có tập trung, không có thành tựu thì chúng ta không có được từng cái bước tiến bộ. Chúng ta từ bước thứ nhất bước sang tiếng thứ hai đó thì cái sự tiến bộ nó do cái sự chuyên chú và sự tập trung. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có quán đó thì chúng ta không thể tiếp tục đi, mà chúng ta bị kẹt lại. Kẹt lại tại sao? Tại vì quá thích cái đó. Giống như mình đi từ điểm A đến điểm B, mình dọc đường gặp cảnh đẹp quá, mình cứ lo mãi mê cảnh đẹp mà quên quên cả đường về, quên cả cái điểm đến. Thì cái chỉ và quán là hai cái khía cạnh của người tu tập, nó phải bổ túc với nhau, phải khả năng để nhìn lại. Có nhiều người trong chúng ta đó thì thưa quý vị, mình học rất tốt, nhưng mà do học được rồi mình hãnh diện. Giống như một người mà hồi xưa ta hay chê người dân miền Nam á, có một cái thói quen đó là làm ra tiền, cái gì đạp xích lô hay là làm vườn hay gì, làm ra tiền, làm ra tiền rồi xong rồi không tiếp tục làm nữa, mà lấy tiền để đi đi ăn nhậu, đi mua sắm, hết tiền rồi mới đi làm tiếp. Thì cái chuyện mà mình làm được điều gì đó rồi mình bị kẹt ở đó, thì thưa quý vị, nó là một bài học rất thường xảy ra trong đời sống. Ta thỏa mãn quá, giống như hôm trước bài học Phật ngữ chúng ta có câu là đừng có tự thỏa mãn với thiền pháp. Đức Phật, bản thân của Ngài không bao giờ thỏa mãn với các thiền pháp hết, mà phải tiếp tục lên đường. Hay chúng tôi nói trong thiền Zen, họ có một câu là tiếp tục work on, hãy tiếp tục tiến tới. Nó tốt cũng tiến tới, nó không tốt cũng tiến tới. Các vị thiền sư dạy rằng một người tu tập khi ngồi thiền mình cảm thấy lâng lâng, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy hoan hỷ thì đừng bao giờ nghĩ rằng đó là trạng thái mà mình muốn có, mình muốn được, mình muốn an trú, mình muốn kéo dài. Khi mà mình nghĩ mình muốn kéo dài tức là mình làm hỏng cái thiền của mình. Chỉ đơn giản là mình cảm thấy hân hoan, ghi nhận là hân hoan, nhẹ nhàng, cảm thấy nhẹ nhàng, và rồi làm gì? Tiếp tục theo dõi hơi thở, tiếp tục theo dõi bước chân, tiếp tục ghi nhận những gì đang xảy ra, đơn giản như vậy. Thật cái yếu tố và chỉ và quán thì nó luôn luôn là cần, nhưng mà cái gọi là không quán ấy, nó thuộc về quán, và không quán thuộc quán. Mình đọc rất kỹ bài kinh này và bài kinh trước ấy. Tiểu kinh về không tánh và đại kinh về không tánh, nhất là tiểu kinh về không tánh, Đức Phật dạy rất rõ, rất rõ là trong từng bước một, dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phải có khả năng quán chiếu để đi tới. Con người chúng ta trong đời sống thường hay có bệnh là, thưa quý vị, chúng ta hay dễ thỏa mãn lắm, dễ thỏa mãn. Hồi trước chúng tôi có nghe một bài pháp của Ngài Ajahn Sumedho, Ngài nói rằng là có nhiều vị đi tu chỉ mơ ước một điều rằng mình vào sau tụng kinh Bali cho ngọt, tụng kinh cho giỏi, vào vào chùa là học kinh thôi, mà khi mà đi đâu tụng kinh mà được là thấy thấy đủ rồi, thấy hoan hỷ rồi. Giống như mình đi tu để chỉ tụng kinh vậy. Hay có nhiều người đi tu chỉ đi mặc y thôi, vô mặc y ngay ngắn đẹp đẽ có tăng tướng là hoan hỷ rồi, giống mình tu là để mặc y. Nhưng thật sự nó phải dừng lại ở tại đó. Nó phải dừng ở tại đó. Hay ví dụ như là bây giờ mình tu, mình thấy mình thuyết pháp hay vậy là đủ rồi, hay mình tu mình ngồi thiền lâu là đủ rồi, không phải. Mà chúng ta phải tiếp tục lên đường cho đến khi nào mà chúng ta không còn có bất cứ
một cái tham chấp, một cái dính mắc gì đó, thì đó mới điều được Phật dạy. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng Ngài Ngài không có dạy đệ tử giống như một người thợ gốm mà đối với những cái đồ gốm mà chưa nung. Con người của chúng ta nó dễ thỏa mãn lắm, đừng chút mà thỏa mãn. Dạ, đừng chút thỏa mãn. Mình học nghe ai khen chút mình thấy là đủ rồi, đi làm có chút tiền rủng rỉnh trong túi thì đủ rồi. Hay là mình tu tập mà thấy ngồi thiền được 5 phút, 10 phút, 30 phút mình thấy đủ rồi. Tất cả điều đó đều là cạm bẫy hết. Trong cái cạm bẫy này chúng ta nhớ luôn luôn là có hai cái yếu tố mà không thể quên được, đó là chỉ và quán. Chỉ tức là tập trung, và quán là có khả năng nhìn lại. Một cái người mà không biết làm, không chịu làm, không tập trung thì cũng khó thành công. Nhưng người tập trung mà bị kẹt vào trong đó đó thì cũng cũng là thất bại. Nhiều ở trong đời này nó có cái khó như vậy thưa quý vị. Có những người mà không chịu học, không chịu có nghề gỗng gì hết, thì nên được khuyến khích là phải cố gắng làm ra tiền, phải cố gắng học nghề. Nhưng mà khi có được tiền, có được nghề mà đắm nhiễm trong đó nhiều quá, bị kẹt trong đó nhiều quá thì cũng có vấn đề. Cái chìa khóa mà của chỉ và quán mà Đức Phật gọi là nội không, tức là không quán, nội quán và ngoại quán, ở đây là làm sao mà ở mỗi một bước thành tựu do sự tập trung đó, chúng ta phải có khả năng tự quán chiếu, tự hồi quán, nhìn lại thấy thấy được đây không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đức Thế Tôn của chúng ta rất ngày có một cái hành trình mà Ngài thường kể lại. Khi mà Ngài còn ở trong hoàng cung thì vua cha luôn tin tưởng rằng Ngài là một người nhân hậu. Để cho Ngài làm vua thì Ngài có cả một vương quốc quyền hành rộng lớn, tiền bạc tài sản to lớn, Ngài có thể làm những việc thiện. Nhưng mà Đức Phật Ngài không thấy điều đó là cái mục đích tối hậu, và Ngài có thể chia sẻ với bá tánh cái gì nhiều với điều đó. Rồi Ngài rời bỏ hoàng cung ra đi. Khi Ngài đến với hai cái vị thầy, đó là Alaka Kalabha và Uttaka Ramaputta, thì một vị chứng vô sở hữu và chứng phi tưởng, phi phi tưởng. Đức Thế Tôn đã nhanh chóng Ngài thành tựu ngang bằng với vị thầy và được mời lại làm trở về giáo dục. Nhưng Đức Phật Ngài không không thấy chuyện đó là cứu cánh, mà cái cứu cánh đó Ngài có thể độ cho tất cả. Rồi Ngài tiếp tục trắc nghiệm khổ hạnh, Ngài tiếp tục cho đến khi Ngài tìm được con đường trung đạo, cho đến khi Ngài thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác với cội bồ đề, và Ngài tuyên lưu giáo pháp để cho chúng ta gia tài ngày nay. Thì chúng ta thấy rằng cái khả năng đi tới nó là vô cùng. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người ở đời mà nếu mà họ mở một cơ sở thương mại mà kiếm được vài ba trăm triệu thì mình cũng đáng vỗ tay hoan nghênh lắm rồi, giỏi lắm rồi, ở trong đời kiếm vài ba trăm triệu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều người vị tỷ phú, có rất nhiều người đi tìm những cái chân trời cao rộng hơn. Họ có thể là thay đổi cục diện của thế giới như là Steve Jobs, như là Bill Gates, nhưng họ vẫn tiếp tục. Cái tiếp tục của nó vô cùng vô tận về phương diện vật chất, về phương diện phát minh. Mà có thể đi tới được đó là họ tránh được cái cạm bẫy, đó là sự thỏa mãn. Đa phần chúng ta đó làm được gì chút là tự hào, làm được gì chút là tự thỏa mãn, làm được gì chút là ồ thấy tốt quá, tốt rồi, quá quá khen mình rồi. Và chúng ta luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy là hai cái chìa khóa chỉ và quán. Chỉ là sự tập trung để chúng ta thành tựu, mà quán đó là cái khả năng nhìn lại để chúng ta không bị kẹt, bị vướng mắc và có khả năng đi tới. Và
bài học ngày hôm nay thì Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng Ngài không ru ngủ đệ tử, mà Ngài sẽ chỉ trích những gì đáng chỉ trích, tán thán gì đáng tán thán, cái gì là lỗi cây cái đó sẽ tồn tại. Chúng ta nên đọc cái câu đó, cái gì là lỗi cây có thể tồn tại, như là một câu thần chú. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ tâm niệm lời Đức Phật dạy và luôn luôn trong cuộc sống này. Nếu chúng ta nhớ được rằng Đức Phật thật sự là một bậc đạo sư đầy lòng bi mẫn, đầy trí tuệ đối với tất cả chúng ta, chúng ta cảm kích được Đức Phật, chúng ta thâm nhập được lời Phật dạy, thì đó là một điều hữu phước hữu hạnh cho mỗi mỗi người. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Pháp Buddha. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư. Quý vị dường như là cô Quỳnh không có trước máy, có vị nào ở trong ban điều hành có thể giúp chúng tôi kết thúc dùng mà buổi học ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Sa Thú, Sa Thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng, chúng con kính tri ân chư tôn Đức Tam Bảo Hòa Minh Mặt giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dặn chúng con tiến bước thành tựu tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và muốn đến đạo quả giải thoát luôn. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Cầu xin hộ
sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khổ y thân, hóa thành hương quả vị nhân sở. Sapang sumang kalang kakan tu sapa divata sapa buta luka vena soti hon tu nirontarang utu sapang sumang kalang kakan tu sapa divata sapa dhamma luka vena soti hon tu nirontarang utu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena sote ondu yeron tarang hiện công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành chân giác. Thank you.